Sổ đồ gỗ hôm nay giới thiệu đến các bác hai bình tùng bonsai và một bình mai phú quý được làm từ chất liệu gỗ hương và gỗ lưu hương rất là quý hiếm và giá trị. Đây đều là những hàng nghệ nhân được làm rất là đẹp, kỹ và sắc nét từng chi tiết một. Và đầu tiên, em xin giới thiệu đến các bác một bình mài phú quý được làm từ chất liệu gỗ nu hương có mã BHG052, có kích thước cao 68, ngang 35, sâu 28, hiện tại có nặng 10kg, đường kính của bình là 26 và bình này thì có giá bán bên em là 12 triệu đồng cho tác phẩm này các bác nhé. Bình mài gỗ là một trong những tác phẩm đòi hỏi độ tỉ mỉ cao của người nghệ nhân. Từng bông hoa được chế tác như là hoa mài thật, đua nở sắc thắm, thay mài là thay Tết. Vì thế mà mỗi nhà đều sắm một bình mài gỗ để ở trong nhà để luôn luôn có không khí của ngày Tết. Và phương Nam chủ nhất là giống mài này, mỗi độ xuân về nở đẹp thay, năm cánh vàng hồng gió, một cành lộc biếc đón ban mai, tinh thần hơn cả lan và cúc, nhan bỏ sắc huệ với nhài, so sánh hoa đào trên sắc bắc, nhất nhì ai dễ chịu nhường ai. Đây chính là những câu thơ miêu tả bình mài, chính vì thế mà hoa mai là biểu tượng cho sự bền bỉ. Và ngoài ra thì có một cái cuộc sức sống dẻo dai, vươn lên để mang lại may mắn, tài lộc phú quý cho gia chủ. Và hoa mai là loài hoa có 5 cánh tượng trưng cho tài lộc, thịnh vượng, may mắn, trường thọ và hạnh phúc. Tiếp đến thì em xin giới thiệu đến các bác một bình bonsai được làm từ chất liệu gỗ hương ta. Đây là một bình tùng hạc các bác nha. Và bình tùng hạc có mã BS011, có kích thước cao 75, ngang 73 và sâu 26, đường kính của bình cũng là 26 luôn các bác nhé. Bình được phay rất là tròn, nặng 21,5kg, có giá bán bên em 13.500.000 đồng cho cái bình bonsai tùng hạc này các bác nhé. Và bình bonsai thì em nghĩ là sẽ cũng có rất là nhiều các bác lựa chọn đúng không ạ? Và bình bonsai này thì thay vì chúng ta chơi một cây thật và phải chăm bẵm mất nhiều thời gian, chúng ta có thể chơi cho em sang những cái cây gỗ như thế này, nó đẹp, nó trường tồn theo thời gian các bác ạ. Và ngoài ra thì rất là dễ để. Và đây là hàng tùng nghệ nhân được làm rất là tỉ mỉ. Và cây bonsai gỗ được rất là nhiều các bác khách hàng lựa chọn. Và tiếp theo em giới thiệu đến các bác một bình tùng bonsai có mã là BS009, cao 42, ngang 70, sâu 36, đường kính của bình là 33, nặng 15,5kg, có giá bán bên em là 13.500.000 đồng cho tác phẩm này. Và một bình bonsai gỗ hương là mang một cái màu nâu trầm tượng trưng cho khối gỗ và mùi hương dịu dàng, dễ chịu. Và cây thì mang kích thước lớn, bề thế và vững chãi, phù hợp với nhiều không gian. Và những cái cây này thì khi các bác chúng ta trưng bày ở trong nhà thì sẽ đem lại rất là nhiều những cái vượng khí tốt các bác nhé. Ngoài ra thì còn đem lại sức khỏe và trường thọ cho gia chủ, thể hiện khí phách của người quân tử, một người chủ trong gia đình. Và các bác chúng ta lựa chọn ở không gian phòng khách, phòng công ty, quầy giao dịch, phòng trà hay phòng đọc sách để trưng bày thì sẽ rất là lành, sẽ tượng trưng cho sự tốt lành, sinh sôi nảy nở. Ngoài ra thì còn đem lại những cái vượng khí rất là tốt cho gia chủ. Và nếu như các bác chúng ta quan tâm đến bình nào, các bác hãy liên lạc với xưởng tượng gỗ qua Zalo hoặc hotline của cửa hàng các bác nha. 035 5678 885 hoặc số 0868 658 137 các bác nhé. Hoặc là đăng ký kênh, ấn nút chuông bên cạnh để có thể theo dõi các video phong thủy bên em. Hoặc là các bác chúng ta có thể truy cập website xưởngtượnggỗ.com để theo dõi và đặt hàng. Cảm ơn và xin chào các bác nha.